Lúc mới chơi tựa game Dragon Kingdom thì lúc nào các bạn cũng rất băn khoăn về nên sử dụng cặp tướng nào, cũng như đâu là những tướng tím mà các bạn nên tập trung. Và trong video này mình sẽ chỉ cho các bạn một số cặp tướng tím mà các bạn có thể sử dụng tốt giai đoạn đầu đến giữa game, cũng như là một số vị tướng cam kẹp tím hay là tím pha cam gì đó các bạn có thể kẹp chung một tướng tím và một tướng cam không mắc với nhau để có thể đánh nhau ở trong game nha. Thì hôm trước ấy, mình đã có làm một cái video về xếp hạng những vị tướng tím ở trong game ở trong năm 2022 rồi. Nếu các bạn chưa xem để biết được sức mạnh của những vị tướng tím trong game thì các bạn có thể xem lại video đó ở góc trên bên phải màn hình nhá. Và trong số những vị tướng tím ở trong game thì có lẽ Tôn Tử luôn là con tướng được đánh giá cao nhất nha các bạn. Với bộ skill khi mà các bạn mắc ấy, nó sẽ có sát thương 5 mục tiêu, đồng thời còn gây thêm sát thương 200 nữa, lại còn tiếp tục được hồi nộ. Thì Tôn Tử có thể nói là một vị tướng tím cận cam. Với Tôn Tử mắc ở giai đoạn đầu ấy, các bạn hoàn toàn có thể đánh rất là ổn đến giai đoạn giữa, thậm chí là cuối game, Tôn Tử vẫn là vị tướng có đất diễn nha. Thì đối với Tôn Tử các bạn có thể sử dụng bảng tài năng như sau. Với cái bảng tài năng này, các bạn sẽ lấy phu nhanh xanh để tận dụng cái khả năng hồi nộ từ điểm thiên nhiên hoang dã, điểm hồi nộ tới từ điểm hồi sinh, cũng như cái điểm thanh khiết này tăng sát thương kỹ năng chủ động lên. Thì với cái bảng tài năng như thế này, Tôn Tử các bạn sẽ có khả năng ra skill nhanh hơn. Và với việc mà có điểm thanh khiết thì các bạn sẽ tiếp tục tăng sát thương kỹ năng chủ động lên, tức là cái vị tướng thứ hai ấy, các bạn nên sử dụng một con tướng cũng có đam đỏ. Để kẹp với Tôn Tử giai đoạn này thì các bạn có thể sử dụng cho mình đó là Tôn Tử Moon Day Ox. Đó, với khả năng tăng chỉ số bộ binh cũng như là khả năng gây sát thương và khả năng giảm đép của mình, Tôn Tử Moon Day Ox chơi rất là ổn nha. Thứ hai là các bạn có thể sử dụng Tôn Tử với Burzon Iron Sai. Thì con Burzon này nó có khả năng gây sát thương một mục tiêu thôi, nhưng mà nó sẽ có khả năng debuff kẻ địch xung quanh, nhận thêm sát thương kỹ năng 15% nữa. Nên là Tôn Tử Burzon Iron Sai cũng là một lựa chọn khá là hay. Còn nếu các bạn yêu thích Burzon hơn thì các bạn có thể luyện Burzon lên cấp 60 trước để cho Burzon chính Tôn Tử phụ. Nhưng mà mình khuyên là các bạn cứ chơi Tôn Tử chính nha. Trong game này thì các bạn cứ quất con Tôn Tử lên level 60 trước rồi sau hãy đến tướng khác. Còn đối với những vị tướng cam mà các bạn có thể kẹp với Tôn Tử ở cái giai đoạn đầu thì các bạn có thể sử dụng cho mình, thứ nhất là sử dụng cho mình CM. Tất cả những vị tướng cam mà mình nói trong video này các bạn phải tối thiểu là max skill 1 nha. Các bạn có thể sử dụng CM 5111, tức là max skill 1, Richard max skill 1. Các bạn tiếp tục có thể sử dụng cho mình đó là Mehmet nha. Mehmet khi mà max skill 1 đấy, các bạn tiếp tục có thêm một vị tướng nữa gây sát thương 5 mục tiêu. Như vậy thì Tôn Tử Mehmet sẽ trở thành một cặp đánh AoE đầu game rất là ngon. Vị tướng thứ hai mà các bạn cũng có thể sử dụng giai đoạn đầu đó chính là Belisarius. Thì cái mục đích mà Belisarius dùng giai đoạn đầu ấy, các bạn có thể đánh solo cũng được. Còn về cuối game thì Beli các bạn có thể sử dụng để đi móc mỏ, đi quấy rối đối phương. Ở giai đoạn KVK 1 ấy, nếu mà các bạn đánh KVK thì thường rất nhiều người mới chơi, người ta sẽ hay gửi những đạo quân đi farm. Thì lúc đó với cái bảng tài năng linh động của mình, Beli có thể đi giết những mỏ farm đối phương rất là tốt. Nó có thể giúp các bạn kiếm được rất nhiều kill luôn. Thì với bảng tài năng của Beli, các bạn có thể cộng bảng tài năng như thế này cho mình. Lưu ý rằng cái bảng tài năng này nó có thể có thay đổi một chút. Với cái bảng tài năng như thế này, Beli các bạn sẽ chạy rất là nhanh. Mình khuyên các bạn nên lấy cái này để bóc mỏ nha. Và với cái điểm khởi hành nhanh này, mỗi khi mà các bạn nhảy mỏ, các bạn sẽ tiếp tục được tăng tốc độ chạy nữa. Nên là cái con Beli này khi nó đi bóc mỏ rất là sướng luôn. Đặc biệt là skill của Beli khi mà các bạn dứt điểm được mục tiêu ấy, các bạn tiếp tục được tăng thêm tốc độ hành quân 50%, nó giúp cho Beli chạy rất là nhanh. Thì đối với những vị tướng tím đầu game có thể kẹp với Beli thì các bạn nên cho Beli lên cấp 60. Tại như mình đã nói rồi, đó là Tôn Tử xài được đến cuối game, Beli cũng xài đến cuối game thì các bạn nâng cấp 60 nó sẽ không hề lãng phí nhá. Các bạn có thể sử dụng mình đó là Beli bay 3 để làm một cặp kỵ, khi mà bay 3 sẽ có khả năng làm chậm, còn Beli của các bạn sẽ có khả năng giảm phòng thủ của đối phương, nó sẽ giúp các bạn debuff đối phương rất là tốt. Thứ hai là các bạn có thể sử dụng cho mình đó là Beli Pelagius. Pelagius nó chỉ có sát thương đơn mục tiêu thôi và khả năng hồi nộ hồi máu. Nhưng mà Pelagius thì mình đánh giá không cao nha các bạn. Nó sẽ không hay bằng Bay 3 và Beli nha. Đối với những vị tướng cam mà các bạn có thể kẹp được với Beli đầu game thì đầu tiên không thể không kể đến Cao Cao rồi. Cao Cao là một vị tướng chìa vàng. Nếu các bạn mắc được skill 1 này của Cao Cao sớm, các bạn sẽ có hệ số sát thương kỹ năng lên tới 1400, rất là cao nha. Tất cả tướng cam trong game nếu các bạn mắc skill 1, các bạn đều có thể sử dụng được ở giai đoạn KVK 1, tức là giai đoạn khi bạn mới chơi tầm 3 tháng ấy. Khi mà cái mức sát thương nó rất là cao, các bạn có thể sử dụng đó là Cao Cao mở khóa 4 kỹ năng, mắc skill 1 đi với Beli. Còn nếu mà các bạn chưa mở khóa mắc kỹ năng ấy thì mình nghĩ là các bạn cũng không nên sử dụng làm gì nha. Tiếp theo đó là các bạn có thể kẹp với con tướng nạp tiền, đó là con Minamoto. Các bạn có thể lên mức skill là 5111, hoặc nếu các bạn giàu hơn một chút thì các bạn có thể lên là 5511 để các bạn kẹp với con Beli. Thì nếu các bạn để Beli đi chính ấy, thì Beli sẽ chạy nhanh hơn. Còn nếu các bạn để Minamoto với cái bảng tài năng kỹ năng này thì các bạn sẽ gây sát thương được tốt hơn nhé. Đối với bảng tài năng của Minamoto thì các bạn có thể sử dụng bảng tài năng như sau.
Vì mình không có Mina cấp 60 nên mình sẽ sử dụng hạng vũ để bình minh họa nhá. Các bạn có thể lấy bảng tài năng tương tự thôi là phun nhánh xanh. Còn trên này thì các bạn lấy cho mình cái điểm với cái tên là khiên rồng, nó sẽ giúp các bạn giảm sát thương đỏ phải chịu xuống 12%. Tiếp theo một vị tướng tím nữa mà các bạn cũng có thể sử dụng giai đoạn đầu game, đó chính là con Doan. Nhưng mà thực ra Doan thì mình nghĩ là các bạn cũng không nhất thiết là phải lên cấp 60 nha. Doan các bạn có thể sử dụng để làm tướng phụ cho rất nhiều vị tướng trong game. Chính vì làm vị trí tướng phụ ấy, nên mình nghĩ là các bạn chỉ nên cộng Doan lấy phu nhánh vàng để thu thập cho nhanh hơn thôi. Và các bạn max skill Doan thì các bạn có thể sử dụng Doan để đi phụ cho một số vị tướng. Ví dụ các bạn có thể sử dụng Tôn Tử Doan. Đây là một cặp rất là hay nha. Tôn Tử Doan các bạn sẽ có khả năng châu bò tới từ cái bộ skill của Tôn Tử gây sát thương lan, rồi còn hồi nộ nữa. Tiếp đó các bạn có thể sử dụng cho mình đó là CM Doan. Thì thực ra con Doan ấy nó có cái skill tăng sát thương đánh thường khi các bạn kết hợp với cái khiên của CM cũng như khả năng phản công cao tới từ CM ấy, chỉ số bộ binh cao nữa, thì CM Doan trở thành một cái cặp búp cũng như là đánh thường rất là khỏe nhá. Các bạn đánh đam trắng của cặp này rất là thốn. Các bạn cũng có thể sử dụng cho mình đó là Richard Doan. Richard Doan thì Richard nó sẽ đi búp, còn con Doan này nó sẽ búp cho đồng đội, thành ra là cũng ngon. Còn lại thì mình không nghĩ là Doan có thể đi chính. Mặc dù là Doan thì giá trị sử dụng về cuối game của nó cũng không thua gì Tôn Tử với Bailey nha. Đây là một vị tướng tím búp mà thậm chí hiện tại mình thấy là ngon không thua gì so với tướng cam nữa các bạn. Tiếp theo là chúng ta có Kusunoki. Thì nãy giờ mình có nói với các bạn đó là Tôn Tử là bộ binh rồi, Bailey là kỵ binh, Doan là lính hỗn hợp. Thì bây giờ chúng ta có cung thủ là Kusunoki. Thì tại sao mình lại thích Kusunoki hơn Herman? Nếu các bạn chưa biết thì lúc mà mình mới chơi ấy, mình sử dụng Herman là nhiều các bạn. Mình mới chơi thì mình thích con Herman, nhưng mà sau đấy mình thấy nó yếu vãi ra. Cái skill của nó nhìn thì có vẻ hay đấy nhưng mà solo không khỏe đấy các bạn. Các bạn nên sử dụng cho mình là Kusunoki nha. Kusunoki với cái khả năng bắn lan tới được skill 1, đồng thời khả năng giải hiệu ứng khống chế này, nó cũng rất là hay nha. Những cái hiệu ứng ví dụ như là của Richard này, rồi của những con tướng khác ấy, là con Kusunoki nó sẽ giải hết. Chỉ số cộng thêm của Kusunoki rất là cao, 15% dép và 15% công cho cung, khá ngon. Tiếp tục có thêm một skill 4 gây sát thương nữa. Thì đối với Kusunoki, các bạn hoàn toàn có thể dồn Kusu lên cấp 60 sớm nhá. Đối với những bạn mà không thích Tôn Tử, không thích Bailey, các bạn hoàn toàn có thể đánh Kusunoki cấp 60. Và đối với bảng tài năng của Kusunoki thì hiện tại mình chưa lên cấp 60 con này. Do mình mới chơi mình lên Herman mà, nên mình sẽ lấy cái bảng tài năng ví dụ của con Nebu nha các bạn. Nebu về Kusu nó sẽ có bảng tài năng giống nhau. Thì cái này ấy, các bạn chỉ cần bỏ cái điểm nhánh vàng này, các bạn lấy lên thêm nhánh đỏ thôi. Nhìn chung thì các bạn vẫn phải mắc nhánh xanh, và các bạn lấy lên cái điểm nọc độc này ở nhánh cung thủ là ok. Thì với Kusunoki chính các bạn hoàn toàn có thể đi kẹp với vị tướng Herman. Tại vì thực sự đầu game các bạn chỉ có mỗi Kusunoki với Herman đấy các bạn, nên là không có lựa chọn nào khác ngoài con Herman. Các bạn cũng có thể đánh Kusunoki với Elcid. Tương tự như mình đã nói rồi, Elcid nếu các bạn max skill 1 các bạn có thể đánh kẹp với Kusunoki nha. Sát thương của Elcid cũng rất là ổn với khả năng debuff. Tiếp theo là các bạn có thể đánh kẹp với Mehmet để làm 2 skill đánh lan. Và khi mà các bạn đến KVK 1 đấy, các bạn hoàn toàn có thể đánh Kusunoki Z nhá. Con Z này ấy, khi mà các bạn lấy các bạn thường sẽ không đủ sách kinh nghiệm để lên nó cấp 60. Do tướng cam ấy, các bạn lên cấp 60 các bạn sẽ cần nhiều kinh nghiệm hơn tướng tím. Nên các bạn có thể đánh Kusunoki chính Z phụ. Đây là một cái bài mình thấy là cực kỳ mạnh luôn. Có cái là nó hơi bị mỏng nên là dễ bị đập thôi. Các bạn cũng có thể sử dụng cho mình là Ethel Flash Kusunoki. Thì với Ethel Flash Kusunoki ấy, các bạn nên để con AE đi chính và cộng bảng tài năng như sau. Đây là cái bảng tài năng mà mix chúc nha các bạn. Tức là các bạn sẽ cầm cả 3 loại quân và các bạn sẽ ưu tiên cái loại quân nào mà các bạn đang muốn đánh chuyên trước. Ví dụ các bạn cầm AE đi với Kusunoki hoặc AE đi với Z ấy, thì các bạn có thể cầm cho mình là 20.000 bộ, 20.000 kỵ và còn lại là cung hết. Thì như vậy nó sẽ tối ưu cái sức mạnh con AE này nhá. Thì đối với bảng tài năng này của AE ấy, các bạn sẽ có cái điểm bẫy gai. Khi các bạn sử dụng kỹ năng chủ động ấy, các bạn sẽ làm chậm mục tiêu trong 5 giây. Tại sao mà chúng ta chỉ lấy 1 điểm không lấy 5 điểm? Bởi vì các bạn chỉ cần gây hiệu ứng làm chậm thôi là trong bộ skill của AE các bạn đã có khả năng gây thêm sát thương lên 20% rồi. Tức là các bạn không phải làm chậm đối phương để đối phương chạy chậm hơn, mà các bạn chỉ cần hiệu ứng đó để AE tăng sát thương gây nên thôi. Và đặc biệt đó là cái hiệu ứng tăng thêm sát thương này nó sẽ áp dụng cho cả tướng phụ nữa. Thành ra nếu các bạn đánh AE chính Kusu phụ hoặc là AE chính Z phụ ấy, thì những con tướng ở sau AE nó cũng bắn rất là thốn nhá. Ok, như vậy là video của mình đã kết thúc rồi. Nếu các bạn có thắc mắc về ghép cặp với một vị tướng nào thì các bạn có thể bình luận ở phía bên dưới, và có thể mình sẽ làm thêm một video về những vị tướng mà các bạn muốn ghép cặp hơn nha. Bởi vì trong game còn rất là nhiều vị tướng tím khác, ví dụ như là Pelagius hoặc là Bay Ba, Mộc Lan, SCPO. Nếu các bạn có thắc mắc về bất kỳ cặp tướng nào thì có thể bình luận ở phía bên dưới. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Bye bye.